Chiều ngày 16 tháng 7 2024 và 11 tháng 6 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức bàn giao sách giáo khoa Khmer ngữ cho các chùa trên địa bàn và bế giảng lớp múa truyền thống khóa 1. Tham dự và chứng minh tại buổi lễ có Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Văn phòng 2, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Thượng tọa Danh Phản, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang, Hòa thượng Lý Long Công Danh, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trưởng Ban trị sự, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Gò Quao, cùng chư tôn đức thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các huyện Gò Quao, Dòng Riền, Hòn Đất, Vĩnh Thuận và Hà Tiên, Kiên Lương, Giang Thành. Phía chính quyền có ông Danh Phúc, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Quao, bà Lê Thị Hồng Hạnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hòa, cùng đại diện trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh, đoàn nghệ thuật Khmer tỉnh đồng tham dự. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bàn giao 2.190 quyển sách giáo khoa Khmer ngữ cho các chùa Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Kinh phí do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang vận động. Tính đến nay, Ban dân tộc tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã bàn giao trên 6.000 quyển sách giáo khoa Khmer ngữ cho các chùa Nam Tông trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học chữ Khmer vào dịp hè năm 2024. Dịp này, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Gò Quao đã trao giấy tán dương công đức cho giáo viên và giấy chứng nhận hoàn thành lớp múa truyền thống Khmer cho 54 học viên. Sau 15 ngày học tập đến nay, các học viên đã có thể trình diễn được 7 điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer. Phát biểu tại buổi lễ, ông Danh Phúc, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh trong việc vận động kinh phí hỗ trợ sách giáo khoa cho các chùa Nam Tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quan tâm, hỗ trợ các chùa, nâng cao chất lượng dạy và học chữ Khmer dịp hè. Đặc biệt, việc mở lớp dạy múa truyền thống đã thu hút đông đảo con em đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Gò Quao tham gia.